Rồi, đây là cái máy khách từ sáng mới lựa ha. Em mới vừa nhận hợp đồng, bây giờ ra sao tiến hành là bảo dưỡng. Đây, bên hông mới dán keo. Nó màu vàng. Sơ sơ chiếc này ha. Giờ thợ chuẩn bị mở ra làm bảo dưỡng cho nó. Đây, chào các anh em nha. Đây là máy Tây Ninh. Cũng mới là hợp đồng hôm qua xong. Đây này máy bắt đầu đem ra mở ra làm. Hiện tại thì số của nó chưa mở thì cái gì đem mở ra mình thay phụ tùng miễn phí cho khách ha. Này cũng đã mở hộp số rồi, đang bắt đầu lấy đi kiểm tra. Đây, phần còn lại làm đồng, một lần nữa làm đồng nữa. Cái này nó đi Tây Ninh ha. Giờ máy này đang có hộp số như nè, chắc cũng khoảng hai ngày nữa là dứt điểm luôn, là phải giao luôn rồi đó. Chân vọng là kiểm tra hai một số lan, còn lại đằng kia thì chờ dưới đêm sẵn rồi sân tủ rồi lại mới sân một lớp lên ha. Máy này giờ đã hoàn thành rồi nha anh em, để bữa nay mình cũng lu bu quá mình chưa có quay được thì giờ sẽ có thể là xíu lên xe giao luôn á. Thì cái này đi Tây Ninh. Cái này phải rẻ tiền 200 mấy, bà gần mới luôn. Thì cái này cũng sơ sơ, khách cũng không cần. Dự định cũng khá nhiều, thì mình cũng làm mới nhiều thứ lắm rồi. Phèn 6 giờ bắt đầu lên máy luôn anh em ơi, máy mới rửa giờ xong luôn. Ok đó. Giờ để cây xăm bao lên nó là xong nha anh em. Đi về Tây Ninh. Cảm ơn anh em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây. Thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất á, mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi, xin cảm ơn nha. Rồi, đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách nha các bác. Thì ra đây thì các máy các bác mua sẽ được làm bảo dưỡng miễn phí ha.
sơn đồng là miễn phí toàn bộ, phụ tùng thì mình có tặng kèm theo á. Đây cái sơn của khu của máy cài nữa. Như mấy chiếc này đang làm này, chiếc này cũng đang gã hết ra, chiếc này gã nhiều nữa đây nè, này là đại tu luôn á. Đây chiếc này giờ đang làm hộp số gã ra làm miễn phí ha. Cái khu vực kia đâu được chuyên bày máy ha nè, máy thoải mái nha. Rồi, cảm ơn. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặp cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Ở phía trong đây thì mình có để một chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC với 10G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Được rồi, bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em có lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Chào này ha. Giờ máy mình có để sẵn ha, anh em cứ thích thì đến test máy à, nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha. Rồi đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53, huyện Đông Hồ, tỉnh Vĩnh Long á. Đây có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.